Phần đố vui có tiền ở cuối video nha các bạn. Nhưng các bạn hãy xem hết video để biết được đáp án chính xác để có cơ hội nhận tiền nhé. Như vậy là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên rồi. Đây các bạn có thấy là kiểu boolean là nó hiển thị checkbox luôn cho chúng ta. Rất chuyên nghiệp phải không ạ? Mới học lập trình thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây chứ đâu. Chúng ta sẽ cùng đi vào khóa học C# WinForm. Theo tôi thì đây là cách học dễ nhất, trực quan nhất cho người mới bắt đầu. Ở bên này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra và hiển thị lên form, đổ vào grid view. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Trước tiên thì chúng ta cần cài Visual Studio và MS SQL Server. Phần hướng dẫn cài đặt nằm ở trong phần mô tả nha các bạn. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ mở Visual Studio lên, nhấn vào Create a New Project. Chúng ta sẽ chọn template là WinForm. Chúng ta sẽ chọn C# WinForm, .NET, Next. Các bạn có thể đổi tên project và đường dẫn. Tôi sẽ để mặc định Create. Hệ thống sẽ tạo ra chúng ta một form trắng mặc định như thế này. Chúng ta sẽ cùng chạy thử lên. Đây, một trang trắng không có gì, không làm được gì. Nó sẽ tắt đi và tạo một file mới. Add class. Class của chúng ta có sẽ có tên là kết nối. Đây thì chúng ta sẽ tạo ra một biến public static string chuỗi kết nối bằng thì tại sao lại là public? Public là để ở file nào chúng ta cũng có thể gọi được biến này. Static là để không cần khởi tạo biến mà có thể dùng luôn. Còn chuỗi kết nối này thì chúng ta lấy ở đâu? Thì chúng ta sẽ nhấn vào tool connect to database. Ở đây thì chúng ta sẽ quay lại SQL Server của chúng ta. Chúng ta nhấn vào File này. Connect Object Explosion. Thì đây chúng ta đang kết nối được bằng Windows Authent và 7name là một dấu chấm. Chúng ta hãy cùng quay lại Visual Studio. Authent đã là Windows Authent rồi. 7name là dấu chấm. Không cần username và password. Database name của chúng ta sẽ sổ ra và chọn quản lý bán hàng. Chúng ta sẽ nhấn vào Advanced nhé, không nhấn vào OK. Advanced để lấy chuỗi kết nối. Copy, OK. Cancel. Chúng ta sẽ paste chuỗi kết nối vào đây. Trong trường hợp các bạn có chuỗi kết nối là có dấu chuột chéo ở trong project thì chúng ta sẽ thêm dấu A còng ở đầu. Như vậy là chúng ta đã tạo xong chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ quay lại form của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm một data view. Các bạn nhấn vào toolbox, search data. Các bạn kéo thả data grid view vào. Các bạn có thể căn chỉnh sao cho tùy ý. Ở đây tôi sẽ cho rộng full màn hình. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nhấn double click vào form để khởi tạo sự kiện load. Ở trong này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên form. Chúng ta sẽ trỏ trực tiếp đến data grid view 1 của này chúng ta, đối tượng data grid view 1, data grid view 1 chấm data suộc bằng lấy khách hàng. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ bảng khách hàng đổ vào data grid view này. Đây là một hàm của chúng ta. Chúng ta sẽ khởi tạo một hàm ở đây. Lấy khách hàng. Thì chúng ta sẽ trả về. Ở đây là một dataset. Ok, chúng ta sẽ khởi tạo một dataset này và return dataset đấy.
Ở đây thì hàm của chúng ta đang thiếu một chữ h thường. Ok, chúng ta thêm xong thì là đã map hai đoạn này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ using hoặc SQL connection con bằng new SQL connection. Chúng ta sẽ import thư viện. Đây, có dấu bóng đèn ở đây, chúng ta sẽ using system.data.sql client và chúng ta sẽ gọi được SQL connection đây. Và trong này thì chúng ta sẽ gọi đến file kết nối của chúng ta. Gọi cho đến chuỗi kết nối. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cần có một câu query string query của chúng ta bằng select sao from khách hàng. Ở trong chuỗi kết nối thì chúng ta sẽ tạo ra một adapter SQL data adapter DA bằng new SQL adapter. Trong một adapter này thì chúng ta sẽ truyền câu query của chúng ta vào và chúng ta sử dụng chuỗi kết nối là con đây connection. Chúng ta sẽ fill dữ liệu vào dataset của chúng ta, sau đấy thì chúng ta sẽ return dataset về hàm và hàm này của chúng ta sẽ đổ vào data chuộc này vì dataset là gồm rất nhiều bảng nên ta sẽ lấy ra bảng đầu tiên, table đầu tiên ở trong bảng. Như vậy là chúng ta đã code xong phần lấy dữ liệu, chúng ta sẽ cùng chạy thử lên. Như vậy là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên rồi. Đây, các bạn còn thấy là kiểu boolean là nó hiển thị checkbox luôn cho chúng ta. Rất chuyên nghiệp phải không ạ? Hãy đón chờ những bài học tiếp theo của tôi nhé. Và sau đây là chương trình đố vui có thưởng. Các bạn hãy comment để nhận những phần thưởng bằng tiền mặt giá trị nhé. Và câu hỏi của ngày hôm nay đó là: trong video thì tôi đã hướng dẫn các bạn ấn vào đâu để lấy chuỗi kết nối? A. Đấy là ấn vào project. B. Đấy là ấn vào tool. C. Là ấn vào window. Các bạn nhớ đón xem kết quả vào thứ năm tuần sau nhé. Sẽ có 3 người được trao giải. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.